Chiều cô giáo hả? Con lại ngồi đây con trực ban à hả? Con canh xéo xéo à hả? Xéo xéo á, con dọa xéo xéo hết hồn rồi. Xéo xéo đâu dám làm gì mà suốt ngày con ngồi canh xéo xéo hả? Con trông cái gì ạ hả? Con trông cái thế à, sợ xéo xéo ăn mất à? Con dọa xéo xéo sợ. Con ngửi nữa hả? Ngửi xem xéo xéo có ăn vụ không ạ? Xéo xéo không dám ăn đâu. Ấy, cái này là sản phẩm mới cả nhà ha. Cái này sản phẩm mới mà bạn là chưa bảo sợ xéo xéo ăn mất cho nên có phải ngồi canh xéo xéo. À, cả nhà nhìn xem cái hạt nó bong bóng mà có cả trứng nè cả nhà ha. À, cho xéo xéo ăn thử này ha, cho xéo ăn thử ha. Nghe bảo ê. Ê, chưa bảo.